Rồi, xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của em Mạnh Cường Stock. Em Cường cung cấp các dịch vụ mở tài khoản chứng khoán và tư vấn đầu tư. Nếu cần hỗ trợ, mọi người liên hệ qua Zalo em theo số điện thoại 0936 812 449. Và sau đây kết phiên ngày thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022 thì em có nhận định qua sơ lược về thị trường hôm nay và xu hướng sắp tới của VN Index. Ngoài ra thì có vài cổ phiếu đáng chú ý. Mọi người cố gắng theo dõi hết video và ủng hộ em một đăng ký kênh và một like. Em xin cảm ơn cả nhà. Nhất về xu hướng thị trường hôm nay thì hôm nay nước ngoài bán dòng khá rát. Đây là các quỹ ETF cơ cấu ngày đáo hạn phái sinh, họ bán ròng chứng chỉ quỹ VND, bán ròng SSI 41 tỷ, GAT cũng bị bán ròng 32 tỷ, STB bị bán 46 tỷ, mua ròng Hòa Phát 57 tỷ. Hòa Phát thì khả năng là đợt này các quỹ họ kéo lên họ chốt náp, nên là Hòa Phát cũng đang đi hai cái nền ở trên đồ thị. Anh chị cả nhà mình thấy Hòa Phát có hai cái nền, một nền thứ nhất này, nền thứ hai. Nói chung là đầu tư ngành này thì cũng chả có cái gì là nhanh được cả, bởi vì Hòa Phát bản chất vốn hóa của nó thì đã lớn rồi, nên là em cũng không có cái khuyến nghị mọi người đầu tư vào Hòa Phát. Chỉ có điều xu hướng sắp tới thì có thể nó sẽ được kéo lên, vì chốt náp vào một cuối tháng 9 các quỹ thì họ cầm nhiều Hòa Phát. Còn VN Index của mình hôm nay thì lại là một phiên gọi là có sự biến mất mất và thanh khoản sau cái phiên tạo đáy, test đáy của ngày hôm qua. Thì hôm nay lại là một phiên có cái sự biến mất và thanh khoản. Nói chung cái cây thanh ba này gọi là thanh no demand, thể hiện là lực cầu mua lên là rất là kém. Nhưng mà nói chung về xu hướng thì thị trường nó đã có hai lần test đáy, một hai, thì với vốn thấp như này thì chúng ta không lo về việc tay to người ta phân phối hàng ra nữa. Mà nói chung là thị trường xu hướng khả năng là sẽ sideways theo cái vùng này, nó là biên hẹp. Đấy, cái vùng sideways của nó biên hẹp thì khi mà cái thị trường sideways ấy, thì khả năng là nhiều cái cổ phiếu mid cap thì có câu chuyện riêng với cả có kết quả kinh doanh tốt thì nó sẽ bật lên. Như cụ thể như hôm nay thì cũng có vài cổ phiếu mid cap, ví dụ như dòng bất động sản khu công nghiệp này, có IDC này. IDC thì chúng ta xem qua IDC một chút. IDC cổ phiếu này là cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, nó có cái kết quả kinh doanh quý 2 vừa rồi khá là vượt trội. Mà trên đồ thị thì nó cũng đang xây cái mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Đây là cái phần tay cầm của nó. Tay cầm thì nó hơi rộng một chút, nhưng mà vẫn có thể coi đây là một mẫu hình chiếc cốc tay cầm, bởi vì đặc biệt là IDC nó có cái điểm nổi trội của nó là nó có cái đường MA 50 màu tím, nó đã cắt lên đường MA 200 màu xanh, có nghĩa xu hướng tăng về trung hạn của nó là đã được xác nhận rồi. Và hôm nay cũng là một phiên gọi là một phiên dòng tiền vào trước. Phiên trước hôm qua ngày Dow Jones sập hơn 1.200 điểm thì IDC nó cũng tạo thành một cây thanh ba, thanh này gọi thanh ba test cung. Trong VSA thanh ba này người ta gọi là thanh ga SOS 3. SOS 3. Thanh ba này thì nó cũng báo hiệu là cổ phiếu có thể đảo chiều. Thì ngay ngày hôm nay nó cũng đã bật tăng hơn 3%. Dòng bất động sản khu công nghiệp thì nói chung em chỉ quan sát con IDC này thôi. Còn con BKMX thì hôm nay nó tăng trần, nhưng mà
bản chất con này khối lượng nó nhỏ quá, mà em thì nói thẳng là tài khoản của em size lớn mấy tỷ cơ, nên là đánh mấy con nhỏ nhỏ em không đánh được, em không vào được vốn. Hôm nay em cũng có vào một chút IDC. Đây, em có vào một tí IDC. Ngoài ra thì dòng này thì em chỉ quan sát mỗi con IDC thôi, còn SJC, nhưng mà SJC thì nó đang có một cái cấu trúc quay cốc rồi. SJC nó đang có cấu trúc quay cốc của nó đây. Nói chung vùng này của SJC cũng đang là cái LPS đấy. Nói chung là cũng đáng quan tâm, SJC cũng quan tâm được, bởi vì nhìn cũng khá chuẩn quay cốc ấy. Mà cổ phiếu này thì có cái FA khá tốt. Đây, SJC thì lợi nhuận sau thuế của nó thì nói chung là cũng đang có sự giảm tốc một chút, nhưng mà nó có cái khu dân cư Hữu Phước và đất đai thì nhiều nhiều ở dưới khu công nghiệp Sona Đài Di Châu Đức, mà đấy là gần cảng cái mép Thị Vải. Nói chung là chỉ số tài chính của SHC thì cũng khá tốt, nhưng mà so với IDC thì nó không thể bằng được. Đây, IDC có cái lợi nhuận sau thuế ở quý 2 vừa rồi là tăng trưởng đột biến, nguồn thu là đến từ cái khu công nghiệp Thạnh Hữu với cả Phú Mỹ 2 chủ yếu. Vừa rồi họ cho thuê đất đã bốc vào quý 2. Nói chung khả năng thì IDC vẫn còn dư địa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, khi mà cái nền quý 3 năm ngoái của họ cũng không phải là cao. Quý 3 năm ngoái họ lợi nhuận sau thuế của họ chỉ có 132 tỷ thôi. Cho nên là quý 3 năm nay họ hoàn toàn có thể vượt trên 25% lợi nhuận sau thuế của quý 3 năm ngoái. Nói chung là IDC thì khá tốt. Trên đồ thị thì IDC cũng đang xây mô hình cốc tay cầm. Đồ thị tuần thì cũng đang retest lại cái cản này. Cái cản tuần. IDC có cái cản tuần đây. Thì khi nó vượt qua thì bắt đầu nó reset lại. Mọi người cũng có thể quan tâm IDC được nhá. Mô hình chiếc cốc tay cầm. Hoặc là mọi người cũng có thể là canh những cái phiên nào nó giảm đỏ thì mình lấy trước vị thế nó khoảng tầm 20% vào cổ phiếu này, khi mà nó có cái vùng giá tầm 58 hoặc 59 này. Sau em đến cổ phiếu CNG. Cổ phiếu CNG thì hôm nay em cũng có khuyến nghị trong room khách hàng ở vùng giá 39 năm. Cổ phiếu này thì nó cũng đang xây mẫu hình chiếc cốc tay cầm đây, và hôm nay là một phiên gọi là một phiên phiên bật lên với vốn lớn tăng 4,62%. Cổ phiếu đang xây mẫu hình chiếc cốc tay cầm. CNG thì nói chung là cấu trúc doanh thu và lợi nhuận của nó cũng khá là lành mạnh, bởi vì là CNG đây, số liệu tài chính tổng quan, báo cáo tài chính của CNG thì cấu trúc doanh thu cũng qua khá là quý 2 tài sản ngắn hạn. Nói chung tài sản ngắn hạn của CNG là liên tục tăng, tiền và tương đương tiền của nó cũng liên tục tăng qua các quý. Tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận sau thuế thì cũng vẫn đều đều, nói chung là đang có sự tăng trưởng này. Mọi người có thể thấy từ 14, 21, 10, 35, 36, 37
Nói chung là cổ phiếu này đang có cái form là tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận, với vốn hóa của nó mới có 1.000 tỷ thôi. Freeload thì cũng rất thấp, vì là cổ này thì tổng ty công ty khí Việt Nam GAT thì nó cầm đến hơn 60% rồi. Book value per share thì cũng 18.000 đồng. Hôm nay thì zoom của em thì đã mở mua CNG vùng giá 39.5 đến 39.8, 20%. Ngoài ra thì mọi người có thể quan sát thêm cổ phiếu Đạt Phương. Cổ phiếu này thì cũng đang xây dựng một cái cấu trúc quay cốc. Vùng này có thể đang tính là một cái SOS, gọi là một cái miner SOS. Thì chuyển qua file end thì em sẽ vẽ cho mọi người xem cái cấu trúc quay cốc này. Đạt Phương đây, thì ở đây sẽ là một cái SC, đây sẽ là một cái AR, đây sẽ là một cái test hoàn thành xong pha A, pha B, đây sẽ là một cái UTAD, UTAD, UT. Đây có thể coi là một cái spring, spring. Đây em sẽ coi nó là một cái spring. Đấy. Đây là cổ phiếu này nó đang có cái sự quan tâm của dòng tiền lớn, khi mà họ đã đang có cái dấu hiệu là họ sẽ đánh lên cái cổ phiếu này, khi mà nó đang ở một cái vùng vùng này gọi là cái vùng có thể sẽ coi nó là một cái miner SOS, còn đây sẽ là hai cái LPS. LPS này nó đã test hai đáy khá là cạn vôn. Đây test 1 này, test 2 khá là cạn vôn rồi. Cho nên là chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào cái cổ phiếu này. Nếu mà muốn mua thăm dò thì mọi người cũng có thể mua được. Với cái target kỳ vọng cổ phiếu này có thể nó sẽ nằm ở trước hết là ở cái vùng 59. Thì chúng ta cũng có thể thăm dò với cổ phiếu Đạt Phương vùng giá 51. Mua thăm dò thôi chứ tại thị trường thì hiện tại thì VN Index cũng vẫn đang xu hướng là sideways, chờ cái thông tin ngày tăng lãi suất của Fed vào ngày 22 tháng 9 tới. Nói chung dự báo thì cũng cũng sẽ là 0.75 thôi, nhưng mà trước những cái kỳ có thông tin như này thì thị trường thường nó sẽ khó có bứt phá được. Và đây là chu kỳ tăng lãi suất lần trước của Fed, thì đây mọi người có thể tham khảo thêm. Đây, khi mà trước cái chu kỳ tăng lãi suất thì thị trường chủ yếu là giảm và sideways up, có nghĩa là tăng giảm trong cái biên độ thấp, chứ chứ cũng không khó bứt phá được luôn. Đấy, sau cái kỳ tăng lãi suất thì nó đã phát triển xu hướng tăng được hơn 2 tháng. Đấy, mọi người có thể thấy cái xu hướng tăng của nó đã phát triển hơn 2 tháng rồi. Thì đây cũng có thể là một cái lần mà thị trường sẽ sideways chờ đón nhận, dự kiến vào ngày 22 tháng 9 đây. Bữa nọ em dự kiến nó là 0.5, nhưng mà bây giờ thì khả năng 0.75 của nó là cao. Nên mọi người có thể chú ý nhá. Sang tuần sau đấy, hình như là nó vào thứ năm tuần sau thì phải, thứ năm hay thứ sáu tuần sau ấy. Có một cái điều đang hơi xấu ở trên VN Index bây giờ là khối ngoại họ bán dòng khá rát này, nhưng mà ngày hôm nay thì là ngày đáo hạn phái sinh, nên là nhiều khi là họ các quỹ họ cơ cấu danh mục của họ ấy. Nên là nói chung là cũng cũng không lo lắm, nhưng mà cái dấu hiệu mà thị trường bán dòng, dấu hiệu mà khi khối ngoại người ta bán dòng ấy, thì sau đó thị trường thường rất là khó là bứt phá được, bởi vì dòng tiền nó cũng bị rút ra nhiều nha mọi người. Và ngoài ra thì em có đề xuất mọi người thêm cổ phiếu Cao Sơn Than nha. Cao Sơn Than này, con than Cao Sơn này. Con này thì em cũng khá kết con này, bởi vì là nó cũng cũng có một cái cấu trúc quay cốc. Sau đó nó xây dựng cái mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Vốn khá cạn này.
Đấy, những nhịp tăng thì vôn lớn mà nhịp giảm thì vôn khá cạn. Con này thì thanh khoản nó hơi thấp nên là mọi người tham gia thì cũng tỷ trọng nhỏ thôi nhá. Hôm nay thì em cũng cho zoom em mua giá dưới 17.5 trở xuống. Thì không biết là mọi người có mua không hay là mọi người phun cổ rồi. Bởi vì hôm qua thì cái ngày Fed cái ngày Dow Jones nó xấu ấy thì đa số mọi người sẽ cũng canh mua vào cái ngày hôm đó rồi. Ngày hôm qua em cũng cho mọi người mua C4G với Dabaco. Rồi thì cũng vài cổ phiếu khác nữa. FRT. Cao Sơn Tan thì nếu mà anh chị em còn tiền mặt thì cũng có thể là tham gia cái vùng 17.5 đến vùng 18 này nha. Bởi vì cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu trong cái danh mục lọc của em ngày 12 tháng 9. Thì cổ phiếu này, thì cũng nằm trong cái danh mục lọc của em. Đây, hôm nay em khuyến nghị CNG và Cao Sơn Than. Thì cổ phiếu Cao Sơn Than này, nó cũng Than Cao Sơn này, nó cũng nằm trong cái danh mục lọc cổ phiếu của em ngày 12 tháng 9 đây. Mọi người có thể quan tâm. Đây nè, Cao Sơn Than này. Sức mạnh giá RS của nó cũng trên 80. Và bên lợi nhuận nó cũng đang có hơi hướng là tăng trở lại. Khi mà cái mức tăng trưởng bên lợi nhuận của nó quý 2 vừa rồi so với quý 2 năm ngoái nó cũng tăng trưởng trên 25%. Thì mọi người có thể chú ý thêm Cao Sơn Than nha. Đây là Cao Sơn Than, quý 2 có sự tăng trưởng 77 tỷ. Họ lời 377 tỷ và doanh thu của họ cũng 3.400 tỷ. 490 gọi gần 3.000 rưỡi. So với quý 2 năm ngoái thì họ tăng trưởng doanh thu gấp đôi và lợi nhuận họ cũng tăng trưởng gấp đôi. Có nghĩa là có sự mở rộng về tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận cùng với chỉ số PE 5,28 thì cũng khá là hấp dẫn. Đấy, mọi người có thể đầu tư ngắn hạn cũng được. Với cái vùng giá 17.5 này thì cũng khá là hấp dẫn đấy, với cả con Cao Sơn Tha này. Chỉ có điều là nó cũng hơi hơi là kém về thanh khoản thôi, nên là cái dòng tiền lớn thì nhiều khi họ cũng không 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 có mặn mà lắm. Rồi, CNG, Cao Sơn Than này, Đạt Phương này, IDC này. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể theo dõi thêm cho em con FRT này nhé. FRT này. Đấy, con này thì đang xây mẫu hình VCP. Thì mọi người cũng có thể thấy là 3 vòng 1, 2, 3 và đang đi đến giai đoạn cuối của mẫu hình VCP 3 vòng thu hẹp. 1 này, 2 này. Đó, và 3. Đó, 3. Cổ phiếu này là cổ phiếu bán lẻ đang mở rộng rất là mạnh cái chuỗi nhà thuốc Long Châu. Và sắp tới cổ phiếu này đang được nhận được rất nhiều cái đơn đặt hàng của iPhone 14 Pro Max. Nên là nó cũng đang được khá được dư luận và mọi người đang quan tâm chào đón. Nhưng cổ phiếu này cũng có nền lợi nhuận quý 3 là 47 tỷ. Cho nên là nó cũng sẽ được dự báo là quý 3 năm nay cũng là sẽ là tăng trưởng vượt bậc đấy, bởi vì cái nền lợi nhuận quý 3 năm ngoái của nó cũng không cao. Đấy, mọi người quan sát thêm cổ phiếu FRT nha. Nói chung là mọi người trong cái thị trường sideways ở trong một cái trading range này đó thì mọi người không nên mua breakout. Mọi người chỉ nên mua ở những cái phiên mà cổ phiếu giảm đỏ nhẹ, vôn nhỏ mà đi nền đẹp đẽ thì mọi người tham gia. Chứ thị trường sideways thì mình không thể đánh theo cái thị trường tăng mạnh như 2020 và 2021 được. Đánh breakout rồi đánh pocket buy vật thì nói chung là đánh trong thị trường sideways thì nó khá là không không hợp lý, bởi vì cổ phiếu nó nổ lên rất hay rũ lại nhá. Nên mọi người chú ý giúp em nha. Thì hôm nay thì em cũng dành một chút thời gian để làm một cái video nhận định về thị trường, nó chỉ thế thôi, bởi vì em cũng mới tham gia vào cái cộng đồng YouTuber này, nên rất mong mọi người ủng hộ em. Like và share và cho em một cái đăng ký kênh cộng với cả một cái follow kênh YouTube
Mạnh Cường Stock nha mọi người. Đây này, phiên hôm nay thanh khoản biến mất này, cho nên là nếu mà để mà giảm thì index cũng không thể nào mà giảm sâu được, rất khó, bởi vì là thanh khoản thấp như này thì làm sao mà tổ chức người ta ra hàng được. Đó, cái thứ nhất là nó, thị trường đã test hai đáy rồi đấy, cho nên là cũng khá là yên tâm nha mọi người. Chắc chắn là thị trường cũng khó có thể giảm sâu, sideways ở trong cái vùng này thôi nha. Chắc là chờ sau cái tin cuộc họp của Fed là chính. Đấy, chốt lại là như thế nha mọi người. Em xin chào mọi người. Tạm biệt mọi người.